Rồi, hello hello mọi người, thì hàng event đợt này đã cập bến rồi nha. Đấy, spoil cho mọi người nhẹ nhàng thân thiện về thôi. Đấy. Có nói chung mà mấy dòng bẫy kẹp này là bẫy kẹp phổ thông hiện tại. Chứ bây giờ những cái hàng nào mà nó hiếm hiếm thì hiện tại mình chưa kiếm ra. Với lại số lượng nó cũng khá là hạn chế nữa. Nên thành ra mình không có làm event lấy mấy cái cây đó mình làm event được. Có hàng này hàng phổ thông nè. Ở bên này có cả nắp ấm nè mọi người. Thì event đợt này thì như video trước mình cũng đã spoil nhẹ nhẹ cho mọi người xem. Đấy thì tạm thời 10 phần đi. 10 phần rồi thời gian tổ chức thì mình sẽ sắp xếp sau. Sắp xếp sau và được tổ chức trên YouTube nha mọi người. Rồi ok, khi nào có thể lệ các thứ ngày chính xác gì thì mình sẽ làm video mình đăng lên và các bạn chỉ việc làm theo thôi. Rồi ok, cảm ơn mọi người đã xem video này nha. Bye bye mọi người.